em xin chào cả nhà, à, hôm nay mời anh em mình ngắm lại giò thủy tiên trắng rừng đột biến nở hoa vào hôm 29 Tết năm vừa rồi anh chị nhé. thì tối hôm nay thì em có à, một chậu duy nhất một chậu thủy tiên trắng rừng đột biến. đấy, giò này thì cũng có thể tách được ra cho anh em này. và đặc biệt là cái giò này thì đang có một nụ lung linh cực kỳ đẹp luôn. đấy, bác nào mà có nhu cầu thì có thể là sưu tầm cả chậu này cũng được. Đấy, còn lại là không thì em tách ra em bán cho anh em à, một cái giò rất đẹp như thế này có thể tách được một thân hai thân cả nhà nhé đấy, đây là cái bông bói đấy bông bói thì đợt vừa qua là có à, cắt nước và cũng đã à, bổ sung phân cho em nó trên đây nó ra được những cái bông bói như thế này cả nhà đấy. tương đối đẹp sau này thì à, bây giờ mình về mình chăm sóc năm tới thành giò to đùng rồi trong vườn thì hôm nay có khá nhiều những cái mặt bông lan cát ra mà được vừa qua bán cho anh em ấy, nó nở thì em mời anh em ngắm lại. Đó. Cái bông hồng tím rất ấn tượng cả nhà. Bông bỏ nghi, bỏ nghi thì hôm nay gần tàn. Bông nó kêu chuyển chuyển sang màu đỏ. Đấy. Tương đối đẹp, nói chung là thơm lắm các bạn, thơm. À, mặt hàng thì tối hôm nay chiến đấu là chủ yếu là hàng kiều. Và cái uh, loại cát này thì em đang có nhé các bác nhé cũng có những cái chậu cát mà đang có mèo nụ năm nay thì uh, uh, cát mèo nụ để anh em chơi tết cũng khá nhiều đấy cả nhà khá nhiều đấy, anh em nào có nhu cầu thì cứ gọi điện theo cái số điện thoại ở trên còn uh, mặt hàng chiến đấu hôm nay em giới thiệu cho anh em đó là kiều mỡ gà như tối hôm qua em bán thì các bác biết rồi kiều mỡ gà kiều mỡ gà thái các bác nhé tất cả những cây này uh, trồng bước sang năm thứ ba năm thứ ba À, những cái giò nó rút rất sung xuê này. Đấy, cả nhà nhìn. Trồng tuần hết rồi, cho nên anh em về cứ um, cứ thế anh em treo lên thôi. Đấy, cái uh, kiểu mới gà thái thì cái đặc trưng của nó nó hay. Nó là một uh, kiểu vuông ấy cả nhà, nó là kiểu vuông. Đấy, và nở hoa ngày Tết, lá rất dày. Đấy, rồi đây bên cạnh đây là một cái cậu chậu kiều tím này cả nhà này. Kiều tím thì nó ra hoa có vẻ sớm hơn. Đấy, còn tất cả những cái giò kiều mới gà này của em ấy thì Tết năm rồi Thì cũng mới thay giá thẻ Cho nên anh em về anh em cứ cứ thế treo lên thôi Cứ nước, phân bón cũng chăm sóc hết rồi à, Đợt vừa qua thì cũng đã cắt nước đến khoảng tầm 25 ngày đấy cả nhà Cây nó tóp teo và mới xịt lại và đã xịt phân cho em nó rồi đấy Cho nên bây giờ tất cả những cái cây mà em bán cho anh em ấy thì nó đã ấp ủ những cái nụ hết rồi Đấy Về là anh em có thể là Để tự nhiên hoặc là à, Tự nhiên thì bây giờ anh em cứ tưới nước vào Thì nó sẽ ra nụ thôi Bởi vì tất cả nhà vườn đã xử lý hết rồi Đấy nhưng mà cái mức độ nó nụ Nó sẽ không được nhiều Nếu như anh em kích thì nó sẽ được đồng loạt cả nhà Ví dụ như một chậu Em bán cho anh em như thế này Thì nó rơi vào khoảng như em tính Thì nó rơi vào khoảng tầm 10 chuỗi bông Bên cạnh anh em xem đấy Đấy, 10 chuỗi bông như thế này Mà chơi ngày Tết tuyệt vời luôn Và nếu anh em kích ấy, Thì nó có, có cái hay nữa là à, Mình sẽ Có thể quản lý được cái ngày nó nở các bác nhé ừ. là Rất muốn anh em Mình kích để mình à, Ngày Tết mình có những cái à, à, Chậu kiều đẹp để anh em chơi Thì có một số anh em Phản hồi cho em là khu vực à, miền Nam Như năm nay kích ấy, Thì nó chỉ rơi vào khoảng 35 ngày Đến 40 ngày thôi cả nhà cho nên anh em ở miền Nam với lại khu vực Tây Nguyên thì trước Tết khoảng 35 đến 40 ngày Thì anh em kích cho em tí Nó tùy theo cây với lại tùy theo thời tiết nữa Còn anh em ngoài Bắc thì thôi cứ chắc ăn Kích trước cho em 60 ngày Rồi trong quá trình cây nó phát triển cái hoa nó phát triển nó quá nhanh hay là nó chậm Thì anh em cứ IP Zalo cho em Theo cái số điện thoại trên Làm sao mà anh em mình cùng nhau Cùng nhau chia sẻ kỹ thuật với nhau làm sao mà để có những cái giò lan kiều Đấy, Chơi Tết các bác nhé à, Những cái chậu kiều hôm nay chia sẻ cho anh em ấy, Kiều mỡ gà này thì giá với giá là 230.000 thôi cả nhà nhé 230.000 Thì anh em có thể gọi điện Hoặc là 19h30 Cả nhà vào trực tiếp trên kênh Youtube Lan Đường Lâm Đồng Trên cái kênh mà anh em đang xem này Đấy, Là em ngày nào cũng vậy Cũng bán hàng Không ngày nào nghỉ đâu cả nhà Đấy, Bên cạnh đó thì cũng có mấy cái chậu đen rô khá đặc biệt này đặc biệt em mới lấy về à, 5 năm cánh trắng mũi trắng bông rất đẹp có mấy chậu thôi mấy chậu nó đang có nụ với cả nhà đấy rồi đây đây là những cái chậu mà nó hoa nó như thế này này cả nhà cái loại này nó không không giống như hàng đài mình mới nhập về đâu cả nhà nhá cái này trồng thuần ở việt nam á đấy thì đợt vừa rồi cũng cùng với kiều này này à, cắt nước mà xịt phân thì bây giờ nó ra như thế này đấy một mắt bông có thể năm bông hoa bình thường anh em cứ tưởng tượng một chậu mà em bán cho các bác sum sum Mà về mà Tết mà nó ra hoa thì đẹp lắm Kiều mỡ gà thì rất nhiều nhé cả nhà Rồi tiếp theo đó là giới thiệu anh em Đây là Kiều Vuông Lộc Bắc à, Mấy hôm nay thì em đang bán Kiều Vuông Lộc Bắc Cái lô này này Nhưng mà bây giờ tối hôm nay bán những cái chậu Mà nó 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 nhỏ hơn cái chậu hôm qua một tí thôi Thì bán với giá 230.000 Chậu cũng cũng sum đẹp lắm Đấy, zoom đẹp lắm. đấy anh em nhìn cái thân đấy, top teo bây giờ mới mới uh, tưới nước lại và mới xịt phân ấy. bây giờ bắt đầu nó mở căng. về chỉ cần tưới nước nó vẫn ra hoa nhưng mà nó sẽ không đều lắm đâu. thế nên, tốt nhất là thời điểm này là thời điểm mà mà anh em mình mua về kích ấy, thì rất phù hợp cả nhà nhé. chứ để em kích thì thì cũng được nhưng mà biết sao khi vận chuyển cho anh em sợ nó gãy đụng. Đấy, với lại nó sốc thời tiết này kia Cho nên em rất thích nhờ chia sẻ cho anh em những cái giò kiều tầm giờ này Sau đó là anh em về cùng nhau um, chia sẻ cái kỹ thuật Cùng nhau làm hoa Đấy Đấy cả nhà thấy không Thứ nước vào cái là bắt đầu mầm con Nó nó nó, nó bắn ra Đấy rễ, rễ nó cũng ra Khi mà mầm con nó lên đấy Thì rễ là tiếp tục là nó nó tiếp tục mọc tiếp cười cả nhà Do cái thời tiết ở chỗ em nó cũng uh, uh, ấm. Nói chung là ấm quanh năm ạ. Đấy. Cho nên là cây nó phát triển quanh năm. Còn anh em về Bắc thì chắc chắn nó sẽ bị đứng đấy. Nó đứng không sao. Bây giờ mình chơi hoa xong. Xong rồi vài hôm nó sẽ nhú mầm uh,